Mỗi năm, hàng triệu búp bê được tạo ra dưới thiết kế hoàn hảo, đem đến niềm vui cho trẻ em khắp nơi. Nhưng với những búp bê không hoàn hảo, thì điều gì sẽ xảy ra với chúng? Chào mừng đến làng Lầy Lội anh bạn. Vậy đi nào bé búp. Tớ luôn tin rằng đại thế giới là có thật. Tớ biết sẽ tìm được đứa trẻ hoàn hảo cho tớ. Nhưng tớ bắt đầu tự hỏi, nếu không có gì chứng minh, liệu đó có phải là sự thật? Cậu tự mình tìm đi. Đi nào. Mọi người, biết đâu đây là con đường đến đại thế giới. Nghĩ sao lên trên đó vậy? Khó vậy cũng nghĩ ra được nữa. Cho phim hoạt hình âm nhạc của năm. Học viện búp bê hoàn hảo. Đó là ai vậy? Đó là Lưu đẹp trai, anh ấy là búp bê hoàn hảo nhất. Chào mừng đến với học viện búp bê hoàn hảo. Nơi chỉ những búp bê giỏi nhất có tìm được chủ nhân hoàn hảo. Bạn là kỹ sư kiêm người mẫu. Bạn là luật sư kiêm người mẫu. Bạn là cái thứ gì vậy? Tính hoài không giờ. Tháng năm này, các người thật sự nghĩ cái nhóm rối làm vớ cho con người có cơ hội ở đây sao? Các người nên trở về nơi mà mình thuộc về thì hơn. Chúng ta khiếm khuyết tùm lum làm sao tới đại thế giới được? Không, khiếm khuyết khiến chúng ta độc đáo. Đó là thứ xứng đáng để chúng ta đấu tranh. Cậu có biết là Lưu sẽ gây khó dễ cho cậu chứ? Tớ sẽ nói là nhào vô đi, Lưu đẹp trai. Hãy mở cánh với các bài hát mới biểu diễn bởi chúng ta cũng khá dễ thương chứ bộ. Cầu Chúa phù hộ cho chúng. Quẩy lên đi nào, thả ga đi nào. Thả ga hả? Tên cậu là gì? Đâu chèm bẹp. Tôi thích đặt tên theo nghĩa đen, có phải vậy không mèo lắp bắp? Chẳng thể không.